Vòng xoáy. Tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tập 1 trong 2 tập. Khi trời chiều vừa tắt nắng, cũng là lúc các ngã đường chen kín người qua lại. Đang giờ tan tầm nên việc kẹt xe cũng xảy ra như cơm bữa. Trong cái xóm lao động thuộc hẻm 379, nhiều người cũng đã trở về để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mấy đứa trẻ tranh thủ lúc trời còn sáng, liền mang banh ra đá ngay giữa hẻm. Nhiều lúc banh bay vô thẳng cửa nhà người khác. Vậy là tụi nhỏ bị la mắng ầm ĩ, liền chạy tứ tán. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng đá banh rồi tiếng la hét lại vang lên. Sau khi đi một vòng để thu tiền nhà, Tám Sa Đéc ngồi xuống cái ghế đá kê ngay dưới gốc cây sake cho mát. Cô là chủ mấy căn phòng trọ cho thuê ở khu xóm trọ này. Đang mày ngắm bụi chuối trước mặt, chợt có một thiếu phụ đi ngang qua cất tiếng chào mời. Dì hai có làm móng không? Bữa nay con có màu mới đẹp ghê lắm luôn đó. Liếc nhìn người thiếu phụ đứng trước mặt, tay còn đang xách cái giỏ nhựa đựng đồ nghề làm móng. Tám Sa Đéc bĩm môi. Bậu cưng có mắt không trồng hay sao? Nhìn người ta trẻ đẹp ngồn ngộn vậy mà kêu bằng gì? Lo xong việc nhà thấy buồn chân, Tám Sa Đéc lững thững ra đầu hẻm hóng gió và kiếm người tám chuyện. Ngay gần tiệm cà phê có một ngôi nhà khang trang gồm một trệt và 3 tầng lầu. Trước cửa treo tấm bảng khổ lớn với 2 ngọn đèn rọi vào sáng choang. Dù đi từ xa, mọi người vẫn đọc được dòng chữ phòng khám đa khoa bác sĩ Trân. Tầng trệt của ngôi nhà được dùng làm phòng khám, còn trên lầu là nơi gia đình của vị bác sĩ sinh sống. Không thấy ai quen thuộc để tám chuyện. Sau một hồi suy tính, Tám Sa Đéc đẩy cửa bước vào phòng khám. Căn phòng được ngăn đôi, phía ngoài là nơi đón tiếp thu tiền khám và bán thuốc. Phía trong là nơi bác sĩ Trân khám bệnh và kê đơn. Người đảm trách việc bán thuốc là cô Thu, vợ của bác sĩ Trân. Nhìn lướt qua thấy cô Thu có vẻ trẻ hơn, nên Tám Sa Đéc thầm nghĩ. Chắc má này do không phải bươn chải vất vả nên mới được vậy. Dù không học ngành y ngày nào, nhưng từ ngày chồng mở phòng khám, đương nhiên Thu mặc blues và đọc đơn rồi bán thuốc như một dược sĩ thực thụ. Ngồi ở ngoài chờ đến lượt khám, nhưng Tám Sa Đéc vẫn giỏng tai nghe rõ tiếng bác sĩ Trân dặn dò bệnh nhân ở trong phòng. Cô mang đơn ra ngoài mua thuốc luôn. Muốn trị dứt điểm việc nhiễm trùng nấm Candida, bắt buộc phải dùng viên thuốc đặc âm đạo. Tiếng cô gái hỏi nhỏ. Vậy bao lâu em sẽ khỏi? Tiếng bác sĩ Trân từ tốn giải thích. Đúng chiều thứ sáu, cô đem sổ đến tái khám. Lúc đó tôi xem có cần điều chỉnh đơn thuốc hay không. Việc chữa trị không có nên nóng vội, nếu không ảnh hưởng về sau này đó. Khi cánh cửa nhôm kính hé mở, Tám Sa Đéc thấy một cô gái còn trẻ bước ra ngoài với nét mặt ngại ngùng. Trong lúc đang mãi ngắm cô gái để coi có phải là người quen trong hẻm hay không, bất chợt Tám Sa Đéc giật mình khi bác sĩ Trân ngó ra hỏi. Chị đến khám bệnh hay là mua thuốc? Bước chân vào trong phòng khám, Tám Sa Đéc trình bày việc bị nhức răng. Thậm chí nhiều hôm không có ăn cũng chẳng có ngủ được. Kể cả như hôm nay, mát trời ông địa vậy đó. Tuy rằng răng đau nên muốn chộp mát cũng đành chịu. Chưa cần khám, nhưng vừa nghe Tám Sa Đéc kể lể, bác sĩ Trân chậm rãi nói. Có thể chị đau răng số 8, nhưng để biết chính xác tôi phải kiểm tra. Khi bác sĩ Trân yêu cầu Tám Sa Đéc há cái miệng để khám, cô bỗng trợn mắt nhăn nhó nói ngay như bắn súng liên thanh. Tía má ơi, bác sĩ thay găng tay y tế chưa? Hồi nãy vừa mới thấy khám phụ khoa cho bệnh nhân xong, bây giờ bác sĩ dùng chính tay đó vạch miệng. Kiểu này em sợ bị nhiễm nấm âm đạo ngay cái miệng thì chết em đó. Bác sĩ Trân dùng cái mũi giày ấn vào cái thùng rác bằng nhựa đặt ngay cạnh cái bàn khám, rồi chỉ cho Tám Sa Đéc thấy. Bên trong cái thùng rác là đôi găng tay vừa mới được thay ra. Biết gì bác sĩ đã làm đúng quy trình, nhưng Tám Sa Đéc vẫn than thở một câu. Thôi, coi như em hên xui vậy, chứ lúc chính bệnh nó biết sao giờ?
Trong lúc há miệng để vị bác sĩ khám răng cho mình, Tám Sa Đéc vẫn thấy có cảm giác hơi nghi ngại. Mãi suy nghĩ nên ánh đèn rọi vào khoang miệng cùng việc bác sĩ cầm cái dụng cụ nha khoa bằng inox kiểm tra, khiến cho Tám Sa Đéc nghĩ thầm. Nếu không may mà bị dính nấm âm đạo, chắc chắn bổn cơ nương sẽ gọi người thiêu rụi cái phòng khám này ngay. Đau răng uống kháng sinh mãi không khỏi, khi đến phòng khám của bác sĩ Trân để khám, Tám Sa Đéc được nhổ răng nên thấy ăn được ngủ được. Việc trồng răng dù tốn thêm mớ tiền, nhưng bù lại không có còn kêu ca đâm khỏe người. Sáng sớm tỉnh dậy không thấy chồng nằm bên cạnh, Tám Sa Đéc cau mày nghĩ. Thiệt kỳ à, sao hôm nay lão này ra khỏi nhà sớm vậy? Xe máy còn ở đây nè. Để tìm lời giải đáp, Tám Sa Đéc lững thững ra đầu con hẻm. Cô thấy chồng mình đang ngồi cà phê bệt ở vỉa hè, trên tay cầm cái tờ ghi kết quả xổ số của ngày hôm qua. Tám Sa Đéc bước sang quầy bánh mì của bà Thiêm đầu ngõ. Cô chỉ trỏ để chọn cái thứ ăn kèm. Cầm ổ bánh mì kẹp thịt có đủ tương ớt kèm rau sống, Tám Sa Đéc đưa tận tay chồng rồi nói. Thôi, anh ăn sáng cái đã, ngày nào cũng soi hoài đâu có trúng. Đợi chồng phi xe ra khỏi nhà, Tám Sa Đéc ngồi dưới gốc cây sake hóng mát và chiết thời gian. Thoáng nhìn thấy người thiếu phụ làm móng dạo quen mặt, cô liền ngoắc lại hỏi. Ủa, hôm trước cưng đã làm như lời Tám dặn chưa? Chắc ổn phải không? Người thiếu phụ buồn bã lắc đầu. Cô bỏ kiến mát cho Tám Sa Đéc thấy một bên mắt tím bầm và sưng húp rồi khẽ trách móc. Nghe theo lời của Tám nên em bị thằng chồng tán cho nó sưng mặt rồi đi nè. Cả hàm răng cũng ê buốt luôn đó. Tám Sa Đéc kêu lớn. Tía má ơi, sao chồng gì mà ác nhân thất đức dữ vậy? Thôi, cưng để Tám bày cho cái kế khác nha. Như chợt nhớ ra điều gì, Tám Sa Đéc nhắc người thiếu phụ biết hôm nay khỏi làm móng. Chỉ cần cạo gió và dắt hơi là được rồi. Khi thanh toán tiền công, Tám Sa Đéc không có quên ghé tai người thiếu phụ, thầm thì nhỏ to. Nhìn theo cái bóng người phụ nữ tội nghiệp, Tám Sa Đéc tự hào vì mình đã tạo phước bằng việc tận tình mách nước cho cô ta. Kể như người khác thì họ mặc kệ. Vốn không phải động chân động tay làm việc gì, nỗi khổ tâm duy nhất của Tám Sa Đéc là không kiếm được người tám chuyện. Bởi sáng bảnh mắt ra, mọi người trong con hẻm đã tất tả mưu sinh. Nào có ai rảnh đến mức ngồi không cả buổi đâu. Đi dạo nhiều vòng quanh hẻm, cuối ngày Tám Sa Đéc về nhà mở tủ lạnh lấy cái trái dừa xiêm làm một hơi cho mát. Sau đó cô nằm ở trên cái võng xếp Duy Lợi ngay ngoài hiên để xem có ai đi qua còn kêu vào nói chuyện cho đỡ buồn. Khác với mọi lần, trời còn chút nắng cuối ngày, nhưng Tú đã chạy xe về khi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy chồng về nhà sớm nhưng không có say xỉn như mọi khi. Tám Sa Đéc ngạc nhiên đưa tay sờ trán của chồng rồi thảng thốt kêu lên. Ủa, sao kỳ vậy? Không có ốm sốt lại bỏ nhậu. Trong lúc Tú vô nhà tắm, Tám Sa Đéc tất bật nấu các món ngon đãi chồng. Dù sao đây là dịp hiếm hoi nên cô vừa nấu ăn, vừa kể đủ chuyện từ nhà ra đến đầu con hẻm. Ngồi vào bàn ăn, Tú thủng thẳng nói. Công nhận ngày xưa, tía má vợ ở dưới quê chọn tên đúng ghê ta. Em quả không có hổ danh là bà Tám của con hẻm 379 này đó. Mặc cho vợ bực tức nhìn, Tú ngồi đánh chén nhiệt tình nhưng không có quên mở tủ lạnh khui hai lon bia uống cho mát. Không phải do thiếu tiền hay không có kèo nhậu ở bên ngoài, hôm nay Tú đã nhậu cử trưa nên chiều tạm nghỉ do mệt. Dù đi làm từ sáng đến tối mò thò cái mặt về con hẻm, nhưng tại buôn chuyện của vợ đã thuộc hàng danh bất hư truyền, khiến tối nay Tú cũng phải lên tiếng nhắc vợ khâu bớt cái miệng lại. Thói đời mà, nếu mà hay dắt cái miệng đi xa quá, có ngày đứa khác nó đến nó quậy tanh bành nó cho mà coi. Khi trời về tối, trong lúc hai vợ chồng Tám Sa Đéc đang say sưa hát karaoke, bất chợt có tiếng chạy trầm trầm ở bên ngoài, kèm theo đó là tiếng người gọi nhau ý ới như có việc hệ trọng. Vừa mới ngó cái mặt ra cửa, chưa kịp hỏi câu nào, bà Thiêm bán bánh mì từ ngoài hẻm đi về đã kể cho Tám Sa Đéc. Biết chuyện gì không Tám?
con nhỏ làm móng vào hay vô hẻm đó. Không biết nghe đứa nào xúi dại hay gì quất ức quá. Nó tưới nguyên chai xăng vào thằng chồng và con bồ rồi châm lửa đốt khi cả hai đang ở tiệm hủ tiếu Nam Giang ở đầu phố nhà mình. Nghe bà Thêm nói xong, Tám Sa Đéc bàng hoàng kinh sợ. Cô bước nhanh vô nhà sập cửa rồi kêu chồng. Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ đó nó khùng thiệt rồi đó. Sáng nay em mới nói khơi khơi cho có chuyện thôi. Ai về nó tưởng thiệt rồi nó làm tới luôn kìa. Buổi sáng chưa kịp ra đầu hẻm mua ổ bánh mì pate, thấy chồng ăn mặc lịch sự, chuẩn bị rời nhà. Tám Sa Đéc ngắm nghía hồi lâu, rồi nghĩ thầm. Quái lạ, sao bữa nay chồng nhìn đẹp trai dữ ha? Chắc lại đi tới khi xỉn rồi mới mò về cho mà coi. Tám Sa Đéc lại gần vuốt lại cái cổ áo cho chồng rồi thủ thỉ. Thôi, cứ nói thiệt đi. Hay là anh đã có vợ nhỏ con Thêm ở bên ngoài rồi? Nói ra để em còn tính giùm cho. Dù sao vợ chồng mình chứ có phải người xa lạ đâu. Em hứa sẽ giữ kín chuyện. Ủa, em nhớ lấy anh bao năm chưa nhìn thấy đồng lương nào là sao? Thắt xong cái cà vạt, ngắm mình trong gương thấy ưng ý. Lúc này Tú mới quay ra nhắc vợ. Cô ăn nói có duyên ghê hen. Nên nhớ, dãy nhà trọ hàng tháng cô giác sổ đi thu tiền do ai xây. Nhìn vợ bằng ánh mắt sắc lạnh, Tú mỉa mai nói tiếp. Nếu không lấy tôi, chắc giờ này cô vẫn bưng bê ở tiệm cà phê bên đường Tùng Thiện Dương. Cả con hẻm này ai không biết. Cô là bà Tám nhiều chuyện. Tôi nhắc lại, từ hôm nay đừng có cấp cái miệng đi xa quá đó, nghe chưa? Chồng đã đi lâu rồi, nhưng Tám Sa Đéc vẫn còn bàng hoàng. Vì không ngờ gã chồng hiền lành, tối ngày ăn nhậu say xỉn là dám nói dỗ mặt mình như vậy. Tạm quên cái chuyện bực mình, Tám Sa Đéc trang điểm rồi đi ra phòng khám đầu hẻm. Sáng nay cô phát hiện có cái vài vết phồng rộp như mụn nước. Vốn tính cẩn thận nên cô gặp bác sĩ khám cho yên tâm. Ban ngày không có hệ thống đèn LED chiếu sáng nên nhìn phòng khám đa khoa bác sĩ Trân không có được lung linh như khi trời tối. Tuy nhiên, đây là phòng khám lớn ở đường Lý Chiêu Hoàng. Bà con ở quận 6 thường lui tới do ngại xếp sổ trong bệnh viện. Thậm chí nhiều người từ Nhà Bè hay huyện Bình Chánh khi có bệnh cũng ghé tới. Là người hay lui tới phòng khám, Tám Sa Đéc nhận thấy có lẽ mỗi việc phẫu thuật là phòng khám chưa có thực hiện. Còn các bệnh thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, bác sĩ Trân đều khám và kê đơn cho vợ bán thuốc. Đẩy cửa bước vô, Tám Sa Đéc không có thấy vợ bác sĩ ngồi sau quầy như mọi ngày. Thấy cô đến khám sớm, bác sĩ Trân vui vẻ cho biết, thông thường ở đây đông khách nhất là sau 17 giờ, ban ngày ít người tới khám, vắng khách nên bác sĩ Trân khám cẩn thận hơn. Lúc này Tám Sa Đéc mới ngắm kỹ, hóa ra vị bác sĩ này đẹp trai như là tài tử Hàn Quốc vậy đó. Cô không hiểu sao bác sĩ lấy phải bà vợ ghê gớm như vậy. Tám Sa Đéc như kẻ say nắng khi nhìn vị bác sĩ đang khám cho mình bằng con mắt si mê. Liếc nhìn phòng khám vắng que, Tám Sa Đéc nói nhanh. Anh khám luôn dùng ngực đi, do em thấy bị nổi nhiều mụn như vậy. Không để bác sĩ Trân kịp nói, Tám Sa Đéc cởi luôn cái áo hai dây mỏng tanh. Dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa kính, thân hình đẹp như người mẫu của cô khiến vị bác sĩ bối rối. Ngược lại, Tám Sa Đéc nhìn vị bác sĩ một cách khiêu khích. Bốn mắt nhìn nhau như trao nhận tín hiệu. Có lẽ tiếng mở cửa phòng khám đã khiến cho mọi việc trở về thực tại. Lúc Thu ngó vào trong phòng, cô thấy chồng mình ngồi hí hoáy viết đơn thuốc, nhận ra người quen ở trong hẻm. Thu tươi cười chào Tám Sa Đéc. Cầm cái đơn thuốc trên tay, Thu cau mày nhìn vào phòng trong. Bởi đơn thuốc chỉ định mua có một vỉ thuốc uống và một lọ thuốc mỡ để bôi. Thu tư vấn cho bà chủ khu nhà trọ. Chị Tám mua thêm mấy cái lọ thực phẩm chức năng uống cho nó mát gan. Hàng của em xách tay từ Mỹ về tốt lắm. Tám tin em đi, mấy cái mụn nước đó là do nóng trong người. Thuốc kháng sinh uống nhiều không có tốt đâu. Biết con mẹ này ba xạo, nhưng Tám Sa Đéc vẫn gật đầu mua thêm hai lọ thực phẩm chức năng. Thanh toán gần 2 triệu tiền thuốc, Tám Sa Đéc vẫn vui vẻ không có phàn nàn. Dù sao được ngắm vị bác sĩ đẹp trai nên mất tiền triệu cũng đáng. Khi đi về gần nhà, thấy bà Thêm đang đẩy xe bánh mì, Tám Sa Đéc liền cho bà Thêm một lọ thực phẩm chức năng rồi nói.
Hôm nay má nằm hết hàng sớm ghê hen. Thôi, má cầm cái chai thuốc bổ này nè, về mà bồi dưỡng nghe. Hàng sách tay ở bển đó, coi như Tám tặng má lấy thảo. Ném cái túi sách lên bàn, Tám Sa Đéc lầm bầm chửi rủa. Cái con yêu tinh, mày tưởng bà không biết mấy cái loại thuốc dởm này ở đâu hay sao? Nếu thích đó, bà chạy ra chợ An Biên có mà đầy. Tiền nhà chưa đến kỳ phải thu, có ra ngồi dưới gốc sa kê mãi cũng chán. Tám Sa Đéc mở cái tủ lạnh, lấy cái chén xoài dầm, ngồi coi tivi và thưởng thức món khoái khẩu. Lúc này trên tivi đang chiếu những cảnh ướt át trong bộ phim tình cảm, khiến cho Tám Sa Đéc nhớ lại khi ngồi sát bên vị bác sĩ đẹp trai. Cô mơ màng hình dung mình và bác sĩ Trân đang tình cảm giống như hai diễn viên đang thể hiện trên màn hình. Ngó ra ngoài trời thấy chưa có nắng gay gắt, Tám Sa Đéc quyết định lên sân thượng để tắm. Trong một lần xem phim Mỹ, cô thấy nữ diễn viên khỏa thân ở nhà tắm lộ thiên ở trên cao. Vì mê mẩn cái kiểu tắm đó, nên Tám Sa Đéc cho dựng ngay trên sân thượng nhà mình một nhà tắm y chang như vậy. Cô mặc kệ lão chồng phản đối, đứng dưới vòi sen. Tám Sa Đéc thầm nghĩ, đến một lúc nào đó, cô và vị bác sĩ đẹp trai sẽ tắm cùng nhau tại một nơi vô cùng lãng mạn. Thoáng nghĩ đến đó, Tám Sa Đéc đã thấy nóng rực hết cả người. Trong đầu của cô đã bắt đầu manh nha một kế hoạch để chinh phục chàng bạch mã hoàng tử cho riêng mình. Tắm xong thấy còn sớm, Tám Sa Đéc vội ăn cơm để còn la cà ở phòng khám của bác sĩ Trân. Kế hoạch của cô đã nghĩ sẽ không có dừng lại được đâu. Dù đã chiều tối, nhưng phòng khám không có quá đông khách. Có lẽ hôm nay như vậy sẽ khiến Thu thấy bãi quải trong người, kiểu như chợ chiều ế ẩm. Thậm chí nhiều hôm chỉ có người ghé vào hỏi nhưng không có khám hay mua thuốc, làm cho Thu càng bực tức. Gặp phải những ca khó đỡ như vậy, cô thường xé tờ lịch rồi châm lửa để đốt phong long nhằm xua đuổi cái lũ cô hồn tháng 7. Khi hai mẹ con khám xong, liền dắt nhau ra phòng ngoài. Xem qua cái đơn thuốc, Thu liền nói với người mẹ. Em đợi chị chút nha, có vẻ bác sĩ ghi thiếu. Cầm đơn thuốc chạy vào trao đổi với chồng. Sau khoảng 15 phút, Thu bước ra mở tủ lấy ba loại thuốc kháng sinh là amoxicillin, ognamantin, azithromycin, rồi tính tiền. Cô nhiệt tình tư vấn. Cháu nhà mình bị viêm tai giữa. Ngoài mấy cái loại thuốc kháng sinh bác sĩ vừa mới kê, chỉ khuyên em lấy thêm ít thuốc bổ cho cháu. Đây là hàng xách tay từ Mỹ nên rất tốt. Người mẹ thoáng một chút ngần ngừ, sau đó vẫn mua thêm hai chai thực phẩm chức năng khi đã vét hết những đồng tiền cuối cùng ở trong bóp. Có lẽ vì lo cho con nên dù tốn tiền, nhưng người mẹ ráng chịu rồi tìm cách xoay sở sau. Đợi hai mẹ con ra về, Thu chạy vào trong mắng chồng xối xả. Cả ngày chỉ có vài bệnh nhân à, anh kê một loạt thuốc thì ăn thua cái gì, nhắc bao nhiêu lần rồi, không có để tâm cái gì hết. Bác sĩ Trân nhăn mặt phân trần. Đứa bé mới chớm bị viêm tai nhẹ thôi, dùng một loại kháng sinh là được rồi. Ủa, bây giờ anh khám bệnh hay là em? Chút xíu là vào chỉ đạo nữa. Thu bực mình cằn nhằn. Kê thêm vài loại kháng sinh cũng không có sao. Đáng ra anh phải chỉ định cho đứa bé truyền thêm hai chai nước biển. Anh tính đi, ai vào mấy cái phòng khám ở bên kia đường, bệnh gì đều bị bác sĩ bắt đi thử máu và chiếu chụp các kiểu. Vợ chồng mình đầu tư mở phòng khám, nếu anh vẫn cứ như vậy rồi đóng cửa sớm vì lỗ đó. Khi thành phố đã lên đèn, ngồi nhìn dòng xe cộ xuôi ngược tấp nập ở trên đường, các hàng quán ăn nhậu đông nghẹt người ra vào, khiến cho đám giữ xe luôn chân luôn tay, chưa kể nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần đưa cả nhà đi ăn hoặc vô quán cà phê. Khác với không khí náo nhiệt sôi động đó, ngắm phòng khách không có một bóng người, khiến cho Thu thở dài ngao ngán và thầm nghĩ, đúng là chán thiệt đó, người đi lại đông như vậy mà không có thấy ai chịu vào khám bệnh. Dự định thắp thêm một cây nhang ở bàn thờ thần tài, bỗng nhiên Tám Sa Đéc đẩy cửa phòng khám bước vào sởi lởi chào hỏi. Ngắm bà chủ nhà trọ trong con hẻm như ngắm thần tài rước lộc vô nhà, Thu tươi cười đoan đã hỏi thăm rồi chỉ tay vào phòng trong. May quá, chị Tám đến giờ này vừa kịp hết bệnh nhân. Thôi,
rước chị vô khám luôn nghe. Buổi tối tính ra đầu hẻm hóng gió, tiện chân bước vô phòng khám lại được mời khám ngay không phải đợi chờ. Tám xà đét đi thẳng vào bên trong, không có đợi bác sĩ Trân kịp hỏi, cô đã mau miệng nói trước. Hôm nay bác sĩ có khám ca phụ khoa nào không vậy? Em vẫn ghê cái vụ lần trước đó. Đón lấy tờ đơn thuốc trên tay của tám xà đét, Thu bóc thuốc ra khỏi vỉ. Cô cho mấy cái loại thuốc khác nhau vào cái gói nhỏ bằng đá trắng, rồi lấy cái chày giã nát cho thành bột và chia vào các gói giấy đều nhau. Tám xà đét ngạc nhiên hỏi, ủa gì kỳ vậy? Sao thuốc cứ giã nát trộn vào nhau như vậy? Thu nhẹ nhàng giải thích, nhiều khi mọi người hay uống lộn thuốc, loại uống một viên lại uống thành hai viên, nên em giã thuốc chia thành từng gói cho nó dễ uống. Nghe thấy hợp lý, tám xà đét gật đầu vẻ hài lòng. Tuy nhiên cô thừa biết cái chiêu trò của con mẹ chằn này, nó làm như vậy để người ta phải quay lại mua thuốc ở đây. Không cần nói cô vẫn biết, nếu cầm mấy cái nhãn thuốc tây quá bộ ra ngoài đầu phố, không khéo tiền mua thuốc chỉ còn 1/3. Vẫn còn biết con mẹ này bán giá cắt cổ, nhưng tám xà đét vẫn lờ đi coi như không biết, bởi cô có nhiều dự định khác nên nhầm nhỏ gì mấy đồng tiền lẻ. Cầm mấy gói thuốc trên tay, tám xà đét thấy Thu ghé tai nói nhỏ cái vẻ bí mật là có đứa cháu vừa mới xách tay từ bển về nhiều thuốc bổ tốt lắm, nếu ai dùng thử một chai sẽ mê liền. Hầu như bệnh nhân nào ghé phòng khám đa khoa của bác sĩ Trân đều được Thu tận tình tư vấn mua thêm một chai thực phẩm chức năng xách tay từ Mỹ về. Nếu tính ra cái khoản thực phẩm chức năng đó mang lại lợi nhuận không nhỏ, bởi không như câu một vốn bốn lời, khoản tiền chênh nhiều khi gấp cả chục lần giá mua ban đầu. Cuối ngày khi đóng cửa phòng khám và lên lầu chuẩn bị đi ngủ, bác sĩ Trân liền nhắc vợ, dù sao mấy cái lọ thực phẩm chức năng đều mua ở dưới Đồng Nai, đừng có gặp ai cũng nói là xách tay bên Mỹ, hàng chắc chắn là dỏm, lỡ bệnh nhân uống vô gặp cái chuyện sẽ khó khăn ăn nói. Quảng cáo mãi nói thuốc không có tác dụng nghe rất kỳ. Biết chồng quen lối suy nghĩ cứng nhắc, Thu bĩm môi khẳng định, dù mấy chai thuốc là hàng dỏm nhưng bảo đảm không có chết người, bởi thuốc đó làm từ bột củ mì xay nhuyễn, nếu uống cả lọ vẫn không có sao. Hiện nay bà con vốn chuộng đồ ngoại, nếu không nói hàng xách tay từ bên Mỹ, ai thèm để ý chứ. Đợi chồng đánh răng rửa mặt xong, Thu tươi cười đưa cho chồng một viên thuốc màu xanh, rồi tình cảm nói, anh uống viên này đi, Viagra chuẩn hàng xách tay từ Mỹ luôn. Từ bến xe bus xuống, hai cô công nhân vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Hoàng Anh nhắc bạn hôm nay ngày mùng 2 nên chút nữa phải nộp tiền nhà. Vì vậy, bữa tối hai đứa ăn bí luộc, có thêm đậu chiên với đậu phộng rang là tiết kiệm hết sức có thể. Hãy nghĩ đến mọi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, niềm vui nhanh chóng biến mất. Ngân Thương chép miệng tiếc rẻ, nói ngay, nếu sau này có tiền, lại không phải trả tiền thuê nhà, lúc đó hai đứa đi ăn nhà hàng cho sướng cái miệng. Khi hai cô mở cửa phòng trọ, sức nóng cả ngày khiến cho căn phòng trọ lợp mái tôn như cái nồi hầm. Hoàng Anh đem hết mọi đồ ra ngoài hiên để nấu ăn cho nó mát, còn Ngân Thương vội tranh thủ tắm trước để tránh phải đợi nhau. Khi hai cô chuẩn bị ăn cơm, bà chủ phòng trọ đã cầm cái cuốn sổ từ ngoài đi vào, liếc nhìn mâm cơm đạm bạc, bà chủ tỏ vẻ thông cảm. Biết các em là công nhân từ quê lên thành phố làm việc, nên dù nhiều nơi tăng giá phòng trọ, riêng chị Tám quyết tăng giá suốt mấy năm liền. Thôi, cho chị xin tiền nhà tháng này đi. Quá hiểu tính bà chủ phòng trọ hay nói nhiều, Ngân Thương mở túi lấy tiền nộp. Đợi cho bà chủ nhà trọ đi khuất, cô ngậm ngùi vì có làm tăng ca cũng không chắc bám trụ được ở cái thành phố này. Không có bù cho bà chủ nhà, đâu cần làm nhiều, giàu rồi nên tối ngày chỉ lo tụ tập buôn chuyện và nghĩ cách ăn gì cho ngon miệng. Biết là bán sức lao động vừa đủ ăn là may, nhưng cô vẫn lo nghĩ cho tương lai bấp bênh khi sống ở cái thành phố sôi động. Nhưng chi tiêu đắt đỏ này, Ngân Thương dục bạn tắm nhanh để ăn xong còn coi phim hàng. Xét cho cùng, việc giải trí ít tốn tiền nhất vẫn là nằm nhà coi tivi.
thò cái mặt ra ngoài đường uống ly sinh tố hay cái ly xoài dầm sẽ mất thêm vài chục ngàn như chơi. Thôi, hổng ham. Tắm rửa xong, nhìn cái mâm cơm ấy chỉ có đĩa trứng chiên và chén canh cải nấu với một chút thịt băm. Còn thừa từ hôm qua đó. Hoàng Anh chép miệng than ngày nào cũng tăng ca đến 12 tiếng. Nhưng thu nhập không có được là bao nhiêu. Nếu mãi tình hình này, chắc phải tính kế khác thôi. Ngó thấy Ngân Thương trong lúc đợi cơm, ngồi ôm cuốn từ điển Anh Việt. Hoàng Anh lắc đầu khuyên. Thôi, mơ mộng vừa phải thôi nghe. Bọn mình gái quê vô Sài Gòn lập nghiệp, kiếm được chỗ làm ấy cũng tốt rồi. Làm công nhân nhưng mà lúc nào cũng như là trên mây đó. Biết khó thay đổi được suy nghĩ của bạn, Ngân Thương gấp cái cuốn từ điển rồi gật đầu cho qua. Làm công nhân không có nghĩa là buông bỏ việc học. Tuy nhiên không phải người nào cũng suy nghĩ như vậy. Đâu cần nhìn xa xôi, thấy bà Tám chủ nhà không phải làm gì, nhưng cuộc sống luôn đầy đủ, khiến cô cũng không có cam lòng. Lúc đợi bạn đi tắm, Ngân Thương tự hỏi, không lẽ cắm mặt làm công nhân rồi nhận lời yêu một người đồng nghiệp? Nếu hợp sẽ góp gạo nấu ăn chung rồi sống thử như bao nhiêu người khác. Đó không phải là lựa chọn cô mong muốn. Thật ra Ngân Thương thấy cô đơn ở nơi ai cũng có đôi và thành cặp, nhưng cô chưa kiếm được một người như ý. Dù trong công ty có nhiều chàng trai để mắt đến, nhưng Ngân Thương lờ đi bởi họ không phải là người mẫu khiến cô rung động. Nếu nhận lời yêu, cái dòng lẩn quẩn không có lối thoát khiến cho cuộc sống thêm phần bế tắc. Hạnh phúc với cô đâu chỉ sống chung phòng trọ dăm tháng, sau đó nếu không hợp lại đường ai nấy đi. Mặc cho Ngân Thương ngồi suy tư, Hoàng Anh ăn nhanh rồi thay quần áo. Đợi cô ở ngoài cửa là anh chàng làm cùng công ty, không cần vào tiệm cà phê cho tốn kém. Hai người sẽ chọn gốc cây bụi cỏ thiếu ánh đèn là nơi trao gửi tình yêu đang mặn nồng. Từ trong căn phòng trọ nhìn bạn mình ngồi sau xe máy ôm eo chàng trai, Ngân Thương chỉ biết thở dài. Cô linh cảm những mối tình thiên về sự thỏa mãn đầy bản năng, bao giờ người con gái cũng chịu phần thiệt thòi. Khác với mọi lần, tối nay Ngân Thương không có theo dõi tiếp bộ phim Hàn đang chiếu trên TV, bởi cô rút ra kết luận cho riêng mình, thứ ngôn tình xến xúa không có mài ra ăn được. Mở tủ lấy bộ đầm công sở mới may, cô mặc thử và cắm mình qua chiếc gương cũ mờ trong nhà tắm. Hằng ngày làm công nhân, Ngân Thương luôn ngắm nhìn mấy bạn trẻ ở khối văn phòng với sự ngưỡng mộ pha chút ghen tị. Tháng vừa rồi, thay vì tiết kiệm tiền gửi về quê, Ngân Thương đã đi may một bộ vest công sở nhằm thỏa mãn niềm mơ ước. Cô luôn tự nhủ, rồi có ngày mình sẽ được như họ. Hằng ngày đi làm bằng xe máy đẹp và ăn mặc thanh lịch. Thay vì mặc bộ đồ đồng phục dành cho công nhân và chen chân ở bến xe bus. Trời nóng nên chui vào nhà tắm bé xíu một lúc. Ngân Thương cảm thấy bộ đồ công sở hơi dướng díu, thoáng một chút tiếc trẻ. Nhưng cô vẫn cởi ra rồi cẩn thận treo vào mắt và cất vô tủ. Khi mặc quần đùi cùng cái áo hai dây, cảm giác mát mẻ đã trở lại. Không biết làm gì cho hết tối, Ngân Thương bật TV xem và đợi cô bạn đi chơi về. Trên màn hình hiện ra bộ phim Hàn Quốc quen thuộc. Cô chép miệng nghĩ, thôi, xến một chút cũng hay, biết đâu sau này mình được như vậy. Đồng hồ báo thức kêu gian, Hoàng Anh mở mắt nhìn đã 5 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mát mẻ, dễ chịu nhất trong ngày. Cô dội thức giấc chuẩn bị cho bữa sáng. Khi mọi việc xong xuôi, Hoàng Anh lay người cô bạn rồi réo. Mày làm gì mà thức tới 2 giờ sáng á, mau dậy ăn nhanh còn đi làm nữa kìa. Do thức khuya ôn luyện tiếng Anh, nên Ngân Thương đang say giấc nồng, bị bạn làm thức. Trong tâm trạng mệt mỏi, cô buộc phải nhanh chóng vào nhà tắm để còn kịp giờ làm. Lúc chuẩn bị xong xuôi, Ngân Thương nói với bạn, không hiểu sao, hễ nghĩ cái cảnh phải đi làm thì ngại lắm. Đúng là đời công nhân quá khổ, dân văn phòng sướng hơn mình tỷ lần. Sốt ruột nhìn đồng hồ, Hoàng Anh nhắc bạn mình bớt mơ mộng đi. Nếu đi làm trễ sẽ bị phạt tiền. Đeo khẩu trang ngồi trước ban truyền,
bắt đầu một tuần làm việc mới cùng với công việc như lập trình sẵn, khiến cho Ngân Thương nhàm chán. Khi mùi da thuộc, mùi keo chó bốc lên hăng hắc, dù phân xưởng có lắp hệ thống thông gió, nhưng nhiều lúc cô cảm thấy khó thở. Việc dán đế giày tưởng nhàn hạ, nhưng quá ra vô cùng áp lực. Nó đòi hỏi phải sự phối hợp nhịp nhàng với những người trong tổ, cùng ngồi làm việc ở bộ phận truyền ba với Ngân Thương. Tranh thủ lúc rảnh tay, Hoàng Anh khẽ thầm thì thông báo, tháng này lãnh lương xong sẽ cùng bạn trai đi Đà Lạt chơi một chuyến xem sao. Mang tiếng vô Sài Gòn làm công nhân gần chục năm, hết đi làm về lại coi TV hoặc đi ra đầu hẻm hóng gió. Những nơi như Vũng Tàu, Đà Lạt chưa có đi bao giờ, đúng là quê một cục. Vẫn chăm chú vào công việc, Ngân Thương làm thoăn thoắt, miệng cô trả lời. Ừ, khi yêu tối ngày dính nhau như Sam vậy đó, đi đâu cũng thích, nhưng sau khi chán nhau lại ngồi một xó càm ràm, ghét thấy mồ luôn à. Hoàng Anh lưỡng lự rồi không nói thêm câu nào. Cô cảm thấy hình như Ngân Thương không có thích mỗi khi anh Tuấn tới chơi. Chơi thân cùng với nhau nên cô thấy con gái mà khó quá, ai dám đến gần để tán tỉnh đâu. Nên cô nhỏ to khuyên bạn. Hiện nay anh Tuấn có cậu bạn thân chưa có ai, nhìn cái tướng tá cũng ngon lành cành đào lắm. Nếu như Ngân Thương chịu đèn, như vậy sẽ thành hai cặp đi đâu có nhau vui vẻ hạnh phúc. Ngồi hoài ở trong phòng trọ để rồi tuổi xuân qua nhanh. Có lẽ không muốn Hoàng Anh lôi mình vào mấy cái chuyện yêu đương xàm xí, mất thời gian. Vừa làm, Ngân Thương vừa lắc đầu từ chối. Cô không có lạ gì, hiện nay mấy cha nội chỉ biết cua lấy một em, hết giờ làm rủ nhau về nhà trọ, góp gạo thổi cơm chung, rồi ngủ chung, lâu lâu ghé cà phê giỏng. Nếu có tiền lại hò hẹn nhau, tụ tập ăn nhậu. Kiểu đó nó không có ham. Trong lúc hai người vừa làm vừa buôn chuyện, bất chợt, Tay Park là quản đốc phân xưởng người Hàn Quốc từ xa đi lại. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của gã, mấy cô công nhân đoán ngay có chuyện không có hay, bởi Tay Park này nổi tiếng là khó tính và vũ phu. Nếu không có dự ý là có thể chửi bới, thậm chí tát tay công nhân nếu cần. Hoàng Anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy chiếc giày ném ngay trước mặt của mình. Ngay sau đó, tay quản đốc Park sổ ra một tràng tiếng Hàn, thỉnh thoảng gã lại chêm vào mấy câu tiếng Anh. Do không hiểu tiếng, Hoàng Anh chỉ biết đứng lên cúi đầu nói lời xin lỗi. Mặc cho cô công nhân tỏ vẻ hối lỗi, tay Park vẫn tuôn ra những lời mắng nhiếc thậm tệ và khinh miệt. Đang ngồi chăm chú làm, nhưng nghe cái màn chửi bới thấy chói tai. Ngân Thương đặt đôi giày làm dở xuống bàn, cô quay sang nhắc bạn. Mày ngồi xuống làm hết công việc, hãy ngẩng cao đầu, vì chắc gì nó đã hơn tụi mình đâu. Nhìn thẳng vào mặt của tay Park, Ngân Thương nói một cách gay gắt bằng tiếng Anh. Nếu nó làm sai, mày có thể trừ lương, tuy nhiên việc mày dí bạn tao là chó là không có chấp nhận được. Quản đốc Park sững người vì ngạc nhiên, gã không ngờ cô nhân công nói tiếng Anh một cách thành thạo. Chưa kể thái độ hết sức cứng cỏi, không có đớn hèn cam chịu như mấy công nhân khác. Mặc cho tên quản đốc Park định quát, Ngân Thương nhấn mạnh. Tin hay không á, tùy mày. Nếu tao chỉ cần hô một câu, cả công ty sẽ ngừng sản xuất. Lúc đó sếp tổng sẽ chửi mày còn thậm tệ hơn nhiều. Có đôi chút sượng sùng, quản đốc Park ngạc nhiên hỏi. Mày học ở đâu ra mà nói tiếng Anh chuẩn vậy? Tao sẽ đề nghị sếp tổng chuyển mày lên bộ phận thư ký vì hiện nay đang thiếu người. Ngân Thương thản nhiên trả lời. Nếu tao suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại chơi game, không có chịu khó học tiếng Anh, làm sao biết rõ mày đang chửi? Tan ca được 30 phút, nhưng Hoàng Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bạn. Cô kê dép ngồi ở dưới gốc cây sứ ngay sân công ty. Bao năm qua, hai người tan ca đều cùng nhau ra bến xe bus cùng về. Nhưng sau đó cùng đi chợ và nấu ăn đã thành thói quen. Chỉ có điều từ ngày có bạn trai, việc đi chơi chung hiếm khi xảy ra. Hoàng Anh biết để bạn mình một mình ở trong phòng trọ coi tivi cũng hơi buồn. Nhưng hạnh phúc mỗi người đều khác nhau, bởi đó là một sự lựa chọn. Khi trời chập choạng tối, khu văn phòng vừa lên đèn,
Lúc đó, Ngân Thương đi từ sảnh ra bên ngoài. Nhìn thấy bạn, Hoàng Anh chạy tới với vẻ mặt lo lắng. Cô hỏi dồn dập. Sếp gọi lên văn phòng làm gì lâu vậy? Mày có bị cho thôi việc không? Tao nói nhiều lần rồi, cứ nhịn chút là xong. Ngân Thương bĩu môi giải thích. Sau cái màn đối đáp tuần trước, cô được tay quản đốc Park đề cử với sếp tổng. Hôm nay họ phỏng vấn và đề nghị chuyển cô lên làm việc ở bộ phận văn phòng. Từ ngày mai, cô sẽ lo việc theo dõi các đơn hàng, trả lời thư điện tử và giao dịch với đối tác nước ngoài. Tất nhiên, họ sẽ cử cô đi đào tạo nghiệp vụ. Thấy bạn ớ người, Ngân Thương kể việc bọn Hàn Quốc đã ngạc nhiên khi biết cô cất tấm bằng đại học để xin làm công nhân. Nghe bạn nói xong, Hoàng Anh cảm thấy choáng váng. Cô không ngờ bạn mình tiến xa như vậy. Điều này không có gì khó hiểu cả. Nhiều tối, Hoàng Anh vui thú bên bạn trai, ở trong căn phòng trọ nóng bức. Ngân Thương vẫn miệt mài ôn luyện tiếng Anh trên máy tính. Người ta nói trồng cây đến ngày thu hoạch nhờ sự nỗ lực kiên trì, nên Ngân Thương bắt đầu hái được trái ngọt. Việc đổi vị trí công việc sẽ hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn. Mừng cho bạn, nhưng tủi cho mình. Khẽ nén tiếng thở dài, Hoàng Anh cùng với Ngân Thương đi bộ ra bến xe bus. Từ lúc lên xe đến khi về nhà, trái với tâm trạng vui vẻ của bạn, Hoàng Anh im lặng không nói một câu nào. Đêm hôm đó, trong khi Ngân Thương đã ngon giấc, Hoàng Anh vẫn trằn trọc không có sao ngủ được. Gần chục năm, đôi bạn vào Sài Gòn nhập học. Khi ra trường, không xin được việc làm đúng với chuyên môn. Để tồn tại được ở thành phố này, cả hai chấp nhận cất cái tấm bằng đại học xuống đáy vali để làm kỷ niệm, rồi xin làm công nhân. Hoàng Anh biết khác với sự an phận của cô. Hằng ngày Ngân Thương vẫn bền bỉ trau dồi vốn tiếng Anh và học thêm một khóa quản trị kinh doanh. Cùng một con đường nhưng đã hình thành hai ngã khác nhau. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho Hoàng Anh mất ngủ. Đến lúc này, cô chỉ biết giận bản thân. Tuy vậy, thời gian trôi qua là thứ không có lấy lại được. Dù đã cố kìm nén trong lòng, nhưng nước mắt vẫn không có ngừng tuôn trào ướt cả cái vỏ gối, bởi cô thấy xâm chiếm tâm can là nỗi buồn khó tả. Khi trời vừa sáng tỏ, Hoàng Anh mở cửa cho thoáng và chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Cánh cửa phòng trọ vừa hé mở, cô bất chợt sững người khi thấy ngay dưới gốc cây sake, Tuấn, người yêu cô, đang nửa nằm nửa ngồi, còn mắt thì nhắm nghiền. Sáng sớm tập yoga trên sân thượng xong, Thu xuống phòng ngủ ở lầu 2 để dọn dẹp. Lúc cánh cửa buồng ngủ nhìn ra ban công được mở toang, ánh nắng sớm cùng cơn gió nhẹ ùa vào phòng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu. Đứng ở ban công nhìn xuống đường, từ phía xa Thu nhìn thấy chồng đang cầm trên tay cái vợt cầu lông chậm rãi đi về nhà hết sức đúng giờ sau khi dành 2 tiếng mỗi sáng để tập thể dục và đi tản bộ. Thu bước vào gian bếp, nhắc bác giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó cô chuẩn bị cà phê. Không như các gia đình khác, Thu luôn tự tay rang xay cà phê rồi pha. Cô muốn chồng mình cảm nhận được hương vị thơm ngon của vị cà phê. Mỗi lần chồng bắt đầu ngồi ăn sáng, lúc đó Thu cho một nắm hạt cà phê vào máy để xay. Có lẽ do uống cà phê ở nhà nhiều, thành quen. Chính chồng cô phải thừa nhận không có thích uống cà phê ngoài tiệm, trừ những khi phải đi giao tiếp. Điều này Thu tin và tự hào, bởi không có đơn thuần là ly cà phê, vị của nó thấm đẫm tình yêu thương của cô dành cho chồng. Điều này chắc chắn các tiệm ngon có tiếng không có thể sánh nổi. Sống không quá vất vả, do vậy ngoài thú vui kiếm tiền, Thu thích được tự tay chăm sóc chồng mình từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Mặc dù chồng cô luôn miệng kêu khổ do bị cô kiểm soát chặt chẽ quá. Sau khi tắm giặt và ăn sáng xong, bác sĩ Trân bắt đầu thưởng thức ly cà phê quen thuộc. Nếu không phải đi công chuyện đột xuất, chắc chắn 365 buổi sáng đều diễn ra như vậy. Trong lúc đang ngồi nhâm nhi cà phê, bác sĩ Trân thấy vợ bước tới chỉnh lại cái khổ áo cho mình, rồi dặn dò việc sáng nay đúng 8 giờ sẽ bắt đầu đón khách, nên anh phải vào thẳng hội trường.
Bên lễ tân có hỏi, mình sẽ nhắc là mình là khách mời của anh Tuấn. Đợi vợ nói xong, bác sĩ Trân suy nghĩ giây lát rồi hỏi vợ. Nhưng anh đâu có quen ai đâu, tự dưng đến ngồi một góc kỳ lắm. Nói dài dòng như vậy, nhưng chồng vẫn chưa có đủ tự tin, khiến cho Thu bực mình, cô gắt khẽ. Anh có biết hội thảo là cơ hội hiếm có, bởi lần này tập trung hầu hết các giáo sư, bác sĩ hàng đầu của ngành y. Dặn chồng không cần phải quen biết, hễ vị giáo sư nào nổi tiếng xuất hiện. Khi anh Tuấn với tư cách trong ban tổ chức ra bắt chuyện, sẽ dạy bác sĩ Trân lại đứng nói dăm ba câu hỏi xã giao. Thu tiết lộ dược cô đã thuê một cậu chiếp ảnh đứng sẵn. Cậu đó sẽ theo sát để chụp hình, nên chồng nhớ luôn là tươi cười và thể hiện sự quen biết. Liếc nhìn đồng hồ đã 7 giờ 15. Thu kéo tay chồng ra cửa. Vừa đi cô vừa giải thích nhanh. Hiện nay các phòng khám tư đều đứng tên những vị giáo sư bác sĩ công tác tại các bệnh viện hàng đầu. Do bà con thấy bác sĩ Trân không phải công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy hay bệnh viện Bình Dân, nếu không chụp hình với các giáo sư hay bác sĩ đầu ngành, thử hỏi lấy cái gì để phóng lớn và treo ngay ở phòng khám. Dù không có muốn đi, nhưng nghe vợ phân tích thấu đáo, bác sĩ Trân đành phải tới dự hội thảo của ngành y. Bởi nếu cố tình ngồi nhà, chắc vợ anh sẽ ca đủ các làn điệu giọng cổ từ sáng cho đến lúc lên giường. Chiếc taxi dừng lại ngay đường Lý Chính Thắng. Người phụ nữ rời xe bước vào một con hẻm rộng. Sau khi bí mật quan sát xung quanh, biết chắc không có ai theo dõi, người phụ nữ rẽ vào một khách sạn mini ở ngay giữa hẻm. Sau vài câu trao đổi với Lễ Tân, người phụ nữ vào thang máy rồi bấm nút chọn tầng. Nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, bác sĩ Trân vội hé mở cửa phòng đón khách. Khi cánh cửa khép lại, người phụ nữ tháo khẩu trang liếc nhìn bác sĩ Trân đầy tình tứ. Cả hai ôm hôn nhau một cách đắm đuối. Không có bỏ lỡ một giây, bác sĩ Trân dìu người tình lên giường, rồi nói trong hơi thở gấp gáp. Em yên tâm đi, hôm nay mình có cả ngày ở bên nhau, vì buổi hội thảo đến chiều mới kết thúc. Hồi sáng chụp ảnh xong, anh nhắn tin cho em là bắt xe tới đây liền vì sợ em phải đợi đó. Sau những giây phút mặn nồng nhằm thỏa mãn cái sự ham muốn của xác thịt, đôi tình nhân nằm bên nhau để tận hưởng vị ngọt của sự ân ái vụng trộm. Chính sự hồi hộp xen lẫn lo âu như một sự kích thích, nó khiến cho cả hai lao vào nhau như con thiêu thân. Sau khi lau giúp cho người tình cái kính cận, Tám Sa Đéc nhổm hẳn người lên, cô tì cái bộ ngực đầy đặn của mình sát mặt bác sĩ Trân rồi nói. Không hiểu làm sao, mỗi lần nhìn mặt con Thu vợ của anh á, em lại thấy tiếc vì anh là người có tài, lại đẹp trai. Người như anh á, ném ở đâu cũng sống khỏe hết á, sao phải cúi đầu nghe con đó nó sai bảo chứ. Bác sĩ Trân đưa tay vuốt dọc tấm lưng trần của Tám Sa Đéc, rồi giảng giải. Trên đời này, vợ chồng là duyên nợ, đâu cần phải hơn thua và chấp nhặt mấy cái thứ đó. Là bác sĩ, tối ngày đi cãi lộn với vợ của mình, vậy ai còn đến khám bệnh nữa? Chưa bao giờ Tám Sa Đéc được ngắm mặt của người tình gần như vậy. Cô đưa tay vuốt hai bên má, rồi dần trán cao, nhìn rất thông minh, rồi tình tứ nói với bác sĩ Điển Trai, hãy yên tâm, vì cô có kế hoạch khiến cho con mụ Thu phải bỏ xứ mà đi. Như vậy là nhân đạo lắm rồi. Bác sĩ Trân ngạc nhiên nên vội ngồi dậy hỏi. Em định làm cái gì vợ của anh? Quan hệ như bây giờ không phải là quá tốt rồi sao? Tám Sa Đéc ghì đầu vị bác sĩ vào ngực của mình rồi âu yếm. Em có nói cưng không có hiểu đâu, chắc chắn việc đó sớm xảy ra thôi. Ăn xong tô hủ tiếu, nhìn con hẻm vắng quê vì mọi người đi làm hết. Phía ngoài đầu hẻm chỉ có xe bán bánh mì của bà Thiêm đang chờ bán hết mấy cái bánh cuối cùng. Tám Sa Đéc thấy buồn bực trong người. Cô không biết làm sao cho hết ngày. Hồi trước, làm chân bưng bê cà phê bên đường Tùng Thiện Dương, suốt ca làm việc, cô chỉ mong hết giờ để về phòng trọ ngủ nướng. Cô thèm ngủ đến nỗi nhiều khi bỏ cả bữa. Vậy nhưng khi lấy chồng rồi, về sống ở con hẻm 379, cô không còn cảm giác thèm ngủ như xưa. Ngày nào chồng đi làm, việc đầu tiên Tám Sa Đéc nghĩ đến là đi buôn chuyện. Sau đó vô các siêu thị ngắm đồ,
Chồng có cô làm ở bên cảng cát lái. Chiều nào tan sở cũng có vài cuộc nhậu đợi sẵn. Khi mò được gì đến nhà, thường đã say khướt. Được ngày mát trời nên tám sao đét không có muốn ngồi nhà. Cô lững thững ra siêu thị mới khai trương để xem có gì mới không. Tuy nhiên, khi vừa ra đến đầu con hẻm, thấy vợ của bác sĩ Trân chui vào chiếc xe ô tô mang biển số Đồng Nai. Biết là con mụ yêu tinh để ôm hàng thực phẩm chức năng dỏm về bán cho bệnh nhân. Dự đoán nhanh cũng phải đầu giờ chiều, mụ này mới quay về. Dù phòng khám chưa có mở cửa đón khách, nhưng tám xa đét vẫn bấm chuông liên hồi. Cô chỉ dừng tay khi nhìn thấy vị bác sĩ đẹp trai đi từ trên lầu xuống. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của bác sĩ Trân, cô làm bộ nhăn nhó xin được khám bệnh đột xuất. Chưa kịp mặc áo blue xong, bác sĩ Trân giật mình khi thấy cô hàng xóm nóng bỏng ghì mình xuống hôn đắm đuối. Sau phút bất ngờ, bác sĩ Trân nhớ lại những giây phút thăng hoa trong khách sạn tuần trước, nên cả hai lao vào nhau một cách say sưa nhiệt tình, không cần bận tâm đến mọi âm thanh hỗn tạp ở ngoài đường. Không có lo bị bắt gặp, vì giờ này vợ còn lo đi ôm hàng xách tay tận Đồng Nai. Dù cho cái giường khám bệnh tuy nhỏ, nhưng cả hai vẫn cảm thấy thỏa mãn. Trong lúc tám sa đéc đang nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc, bác sĩ Trân ghé tai người tình thầm thì một cái tin quan trọng. Cuối tuần này, anh sẽ xuống Vũng Tàu dự hội thảo của ngành dược. Khi thấy người tình mở mắt nhìn đầy vẻ sung sướng, bác sĩ Trân mỉm cười tình cảm nói: "Tụi mình sẽ tắm khoáng ở Bình Châu, nếu em đi được. Ở dưới đó cả ngày, mình tha hồ bên nhau không có sợ bị ai để ý." Như kẻ khát nước đi giữa sa mạc gặp cơn mưa rào, không có đợi bác sĩ Trân nói hết câu, tám sa đéc đã gật đầu nhận lời, vì đó là điều cô hằng mong ước. Kể từ lúc hai người vụng trộm với cô, ngoài việc canh ngày thu tiền nhà, việc quan trọng tiếp theo chính là những giây phút được ở bên chàng bác sĩ đẹp trai này. Nhìn cái đồng hồ vẫn còn sớm, bác sĩ Trân treo biển đóng cửa phòng khám rồi đưa tám sa đéc lên lầu. Khi cả hai ôm nhau trên cái giường ngủ của hai vợ chồng, bác sĩ Trân không quên mở ngăn kéo, kín đáo lấy một viên Viagra rồi uống trước khi tiếp tục quấn lấy nhau. Dù không tin mấy cái loại thực phẩm chức năng dỏm đó của vợ, nhưng viên Viagra này đúng chuẩn hàng xách tay từ Mỹ do bác sĩ Trân đã sử dụng và chứng minh được hiệu quả của nó. Đợi chồng nhâm nhi xong ly cà phê sau buổi sáng, Thu đưa cái cặp da rồi căn dặn. Bên trong cặp đã được cô bỏ cái cà vạt cùng cái thẻ đeo dự hội nghị. Do hôm nay thời tiết hơi nóng, khi nào chuẩn bị vào cái hội trường hãy đeo cà vạt và thẻ chưa có muộn. Thấy chồng liếc nhìn đồng hồ, Thu nhắc khéo hôm nay thời tiết mát mẻ nên tranh thủ đi sớm cho nó đỡ mệt. Chiều tối tắt nắng, nhớ tắm biển xong quay về là vừa đẹp. Nhìn qua ban công, đúng là tuy có nắng sớm, nhưng vẫn có những cơn gió mát mẻ. Bác sĩ Trân ân cần hỏi vợ về việc bên quản lý thị trường tạm giữ lô thực phẩm chức năng tuần trước. Mất hàng là mất tiền, nhưng không đáng ngại. Chỉ sợ họ chuyển hồ sơ sang bên công an là rắc rối lớn. Chưa kể, nếu việc này bung ra, phòng khám sẽ bị ảnh hưởng uy tín nặng nề. Biết chồng đang lo lắng, Thu giải thích lô hàng đó được nhập từ Đài Loan về. Bên nhập khẩu đã bóc tem nhãn rồi dán đè nhãn mác của Mỹ vào. Đó không phải là hàng dỏm hoàn toàn, chỉ là giả mạo xuất xứ hàng hóa thôi, nên không có ngại cho lắm. Đợi bà giúp việc lên lầu, Thu khẽ thì thào, cô kể cái chuyện này, cô đã tìm được đúng người để lo lót rồi. Coi như tháng này cô bị sao quả tạ chiếu mạng. Việc làm ăn đôi khi còn phụ thuộc vào sự hên xui nữa. Bữa đó gặp ngay con mắm đứng chắn lối ở trước cửa nhà, nhưng do cô quên đốt phong long nên xảy ra cớ sự. Nghe vợ nói xong, gương mặt của bác sĩ Trân bớt lo hơn trước, bởi vì nếu việc này đến tai mọi người ở khu vực này, chắc chắn việc làm ăn của phòng khám sẽ tiêu tan. Nhìn thấy không còn sớm, Thu hối chồng đi không kể muộn. Địa chỉ hội thảo tại khách sạn Dầu Khí ở đường Hoàng Diệu. Khi chồng vừa lái ô tô rời đi,
Thu liền bật máy tính kiểm kê sổ sách thu chi của phòng khám. Bởi lô hàng thực phẩm chức năng bị thu giữ khiến cho cô thiệt hại 100 triệu. Nhưng số tiền để bỏ ra chạy chọt và nộp phạt chắc chắn sẽ hơn số tiền hàng rất nhiều. Tuy xót của, nhưng trước mặt chồng, Thu không dám than phiền. Khi còn lại một mình, cô thở dài rồi gọi điện cầu cứu khắp những nơi quen biết. Bác sĩ Trân lái xe chậm chậm đi ngang qua metro Bình Phú. Vừa lái vừa như ngóng tìm ai đó. Từ gốc cây sau cổ thụ gần đó, một người phụ nữ đeo kiến mát và khẩu trang bước ra vẫy tay rối rít. Dù cho người phụ nữ đội mũ, nhưng mái tóc nhuộm vàng quen thuộc vẫn thấy rõ. Xe ô tô vừa dừng, người phụ nữ mở cửa chui nhanh vào bên ghế phụ. Khi chiếc Camry bắt đầu tăng tốc, người phụ nữ bắt đầu cởi áo chống nắng và kính cùng các phụ kiện, liếc nhìn cái đầm màu xanh ngọc trang nhã của người tình. Bác sĩ Trân mỉm cười khen ngợi. Bộ này rất đẹp khi ra biển đó, em có mang đồ bơi không? Tám xà đét gật đầu vui vẻ. Cô mở túi xách cho bác sĩ Trân, thấy bộ bikini màu cam cùng hộp kem chống nắng. Ngồi trong chiếc xe tiền tỷ với điều hòa mát rượi, Tám xà đét thấy ngất ngay vì sung sướng. Nhìn qua cửa kính thấy ngoài đường nắng chói chang, tự dưng Tám xà đét thở dài. Bởi quá ra, bấy lâu nay mình có tiền nhưng không biết hưởng thụ. Cô thầm tiếc quãng thời gian 6 năm qua, kể từ khi lấy chồng, hầu như cuộc sống của cô chỉ biết lượn quanh hẻm, đặt điều rồi buông chuyện. Tháng 2 kỳ cầm sổ đi thu tiền nhà, như chiều lòng người đẹp, bác sĩ Trân bật nhạc cho cô nghe. Tiếng người ca sĩ nổi tiếng như thổi hồn vào ca khúc, trong đó hồn của Tám xà đét như đắm chìm theo từng câu hát. Em hát đi, ru mây hạ về, hạ trắng lang thang miên man tình buồn. Dòng sông này lá hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ. Em hát đi, linh đinh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rưng buồn. Em hát đi, ru ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hỏng có nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng anh vàng. Ngắm nhìn vị bác sĩ đẹp trai đang chăm chú lái xe trên xa lộ, Tám xà đét bỗng thè một giấc mơ có cái kết đẹp như trong phim. Cô kéo cao cái váy lên quá đầu gối như mời gọi và khiêu khích, rồi đặt tay lên đùi của người tình. Bác sĩ Trân liếc nhanh cặp đùi trắng trẻo, khẽ kêu thẳng thốt lên. Em phải để cho anh tập trung lái xe chứ, nếu không lại trễ giờ đó. Thấy chuông báo đến giờ nghỉ ăn trưa, Ngân Thương vội rời phòng làm việc. Vừa nhìn thấy cô, kỹ sư Mạnh tươi cười ngỏ lời mời ăn một bữa trưa rồi bàn công việc. Bởi ngay đối diện công ty có tiệm cơm tấm sườn bì rất ngon. Ngắm nhìn anh chàng kỹ sư đẹp trai, Ngân Thương vui vẻ cảm ơn nhưng từ chối khéo. Bởi trưa nay cô bận rồi. Để anh chàng kỹ sư không có cảm thấy hụt hẫng, Ngân Thương hứa sẽ đi ăn vào dịp tới. Không muốn bị trễ, Ngân Thương đi nhanh xuống nhà ăn của công ty. Ở đây hầu như khối văn phòng không có xuống nhà ăn tập thể. Họ có nhà ăn riêng ở trên tầng 2 với các chuyên gia người Hàn Quốc. Nhưng Ngân Thương muốn ăn trưa cùng cô bạn của mình, nên trưa nào cô cũng rời khu văn phòng xuống bếp ăn tập thể trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Bưng khay đựng suất ăn đi tìm một lúc, Ngân Thương thấy Hoàng Anh đang ngồi ăn lặng lẽ ở cuối phòng. Ngồi xuống cạnh cô bạn, Ngân Thương khẽ hỏi, sao mày không đợi tao ở cửa nhà ăn cho tới dễ tìm? Tối qua nhắn tin không có thấy trả lời. Hoàng Anh vừa ăn vừa trả lời bạn một cách hờ hững. Mày thông cảm, tao dạo này bận.
Ngân Thương ái ngại, vì đoán bạn mình và lão Tuấn chắc vừa mới cãi giả. Giá như nhường nhịn nhau một chút sẽ yên ổn thôi. Cô an ủi bạn vài câu, rồi hẹn nếu cuối tuần rảnh sẽ ghé qua khu nhà trọ. Lâu rồi hai người chưa có dịp hàn huyên tâm sự. Chính vì vậy, giờ đây có sợi dây vô hình ngăn cách. Dù Ngân Thương quan tâm như vậy, nhưng Hoàng Anh im lặng, cúi mặt ăn hết cái chút thức ăn còn lại trong khay. Một cảm giác hụt hẫng chen chút ghen tị, khiến cho cô không còn thấy thoải mái khi nói chuyện với cô bạn thân. Dù sao cả hai đều từ Phú Yên vào Sài Gòn học, cùng cất cái tấm bằng đại học rồi rủ nhau đi làm công nhân. Nhưng hiện nay, Ngân Thương đã trở thành nhân viên văn phòng, còn cô vẫn đi đẹp làm công nhân. Công việc đòi hỏi sự tăng ca liên tục, trong khi thu nhập không có đủ chi tiêu. Tự nhiên tình cảm của hai người bắt đầu có sự xa cách. Chính việc cô quyết định sống chung với Tuấn khiến cho bạn mình thất vọng. Hoàng Oanh nhớ lại chuyện của 2 tháng trước. Buổi sáng mở cửa bắt gặp người yêu nằm dựa vào gốc cây sa kê. Khi chạy lại, cô hốt hoảng khi nhìn thấy cái áo của người yêu có nhiều vết máu. Tuấn lúc đó mở mắt nhìn Hoàng Anh rồi thều thào nói: "Anh bị tai nạn giao thông, em mau đưa anh đến bệnh viện đi." Nửa tháng người yêu nằm viện, toàn bộ số tiền chắc chiêu dành dụm của Hoàng Anh đã tiêu hết vào việc thuốc men và bồi bổ. Trước khi Tuấn xuất viện vài hôm, Hoàng Anh đã rụt rè tâm sự với Ngân Thương việc người yêu ở trọ với một người bạn. Hiện nay anh bạn đó đã xuống Bình Dương làm việc. Phòng trọ có 2 người sẽ đỡ tiền nhà. Bây giờ một mình đâm kẹt nên cô định đón Tuấn về đây chăm sóc một thời gian. Ngân Thương gọt xong cái trái thanh long. Cô đưa cái dĩa về phía bạn rồi thở dài nói: "Mày đã có ý như vậy, tao sẽ tìm thuê chỗ khác vậy thôi." Đêm hôm đó, cả hai đều trằn trọc khó ngủ. Hoàng Anh lo lắng, không biết cuộc sống thử sẽ đi đến đâu. Ngân Thương biết bạn mình đang yêu, có khuyên bảo cũng vô ích. Cô suy tính việc tìm cho mình một phòng trọ gần công ty với giá phải chăng. Con đường của 2 người từ ngày mai bắt đầu rẽ thành 2 hướng hoàn toàn khác biệt. Thời tiết giao mùa, những cơn mưa đêm trút xuống đường phố Sài Gòn báo hiệu mùa khô đã chấm dứt. Trong lúc bạn trai còn ngủ say, Hoàng Anh lặng lẽ thức giấc. Giống như mọi hôm, cô chuẩn bị bữa sáng và giặt thâu quần áo ngâm từ hôm trước. Khi mọi việc xong xuôi, Hoàng Anh gọi Tuấn dậy ăn sáng. Đợi cho bạn trai tỉnh ngủ, cô rụt rè nói: "Anh đã hoàn toàn bình phục rồi, hiện nay công ty em đang tuyển thêm người, hay là..." Không đợi cho Hoàng Anh nói hết câu, Tuấn liền gạt phát đi. Bằng một giọng đầy tự tin, Tuấn khẳng định làm công nhân tối ngày tăng ca nhưng thu nhập không có đủ sống. Do vậy, nếu cả hai cùng làm công nhân, không bao giờ ngóc đầu lên được. Vì vậy, phải tìm cách khác để cuộc sống của 2 người đổi khác. Gắp cho Tuấn miếng thịt kho, Hoàng Anh buồn bã cho biết: "Do tháng này chi tiêu nhiều quá, còn vài ngày nữa đến kỳ đóng tiền nhà rồi, nhưng chưa nhìn thấy cái khoản nào vô." Hiện nay, mọi chi tiêu đều trông vào mỗi suất lương, nên cô sợ cảnh muối mặt đi vay tiền như tháng trước. Tuấn an ủi bạn gái ráng chịu cực thêm một chút xíu. Sau khi lo xong công chuyện làm ăn với tụi bạn, nếu vô mánh thì 2 người cũng sống khỏe re. Biết tính bạn trai hay nổ quá đà, Hoàng Anh cúi mặt ăn xong cái bữa sáng còn kịp giờ đi làm. Khi cô bắt đầu rời nhà ra bến xe bus, Tuấn nhanh chóng chọn bộ quần áo tươm tất để diện. Giống là người ưa dỗm đáng, lúc nào ra đường Tuấn cũng đều ăn mặc bảnh bao, dù trong túi không có nổi 20.000 uống ly nước mía. Chính nhờ cái vẻ bảnh bao đó, ngày trước Hoàng Anh đã mê đắm vẻ lịch sự của anh chàng công nhân, vì nhìn không giống với những người cô đã từng gặp. Vừa mới khóa cửa xong, Tuấn gặp ngay bà chủ nhà đang ngồi dưới gốc cây sa kê chăm chú nhìn mình, nên gã đành chào hỏi vài câu cho phải phép. Tám xà đét hỏi một câu bâng quơ: "Ủa, sao đi làm gì mà trễ dữ vậy? Hay là cậu là quản đốc phân xưởng?" Thấy Tuấn im lặng không trả lời, Tám xà đét liền nhẹ nhàng thông báo:
muốn làm cái gì cũng kệ, nhưng đúng ngày 15 cho xin tiền nhà đó nghe. Hiện nay kêu thiếu gì cũng được, chứ thiếu tiền nhà là không được à. Tuấn gật đầu rồi bước nhanh ra đầu hẻm. Vừa đi gã vừa nghĩ thầm, sao mà hôm nay xui xẻo quá vậy? Chưa sáng đã bị con quả ó đâm nó ám rồi. Mua xong ổ bánh mì, Tuấn dậy chiếc taxi rồi chui vào, khiến cho bà Thêm nhìn theo rồi chép miệng nói với mấy vị khách. Chú này làm công nhân, nhưng đi lại bằng taxi, ăn mặc không khác ở chủ doanh nghiệp. Vừa nhìn thấy Ngân Thương dừng xe trước quán Paloma Cà Phê, Mạnh vội chạy ra dắt xe máy cho cô lên vỉa hè. Có lẽ quán dễ tìm, nên Mạnh đến ngồi trước đợi chưa đầy 10 phút, Ngân Thương đã có mặt. Để có được cái gật đầu đi cà phê với Ngân Thương, Mạnh phải mời cô không dưới chục lần. Anh hy vọng sau cái buổi cà phê này sẽ được hẹn hò và chiếm cảm tình với người đẹp. Sau khi đồ uống được đưa ra, Mạnh hồi hộp nói với Ngân Thương việc đã trao đổi với sếp tổng. Đợt tới cô sẽ có mặt trong chuyến sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày. Đây cũng là cơ hội để mọi người được tới trụ sở công ty mẹ. Sau đó sẽ tham quan các điểm thu hút khách du lịch của họ. Ngân Thương nghe xong không có giấu được vẻ vui mừng. Cô nhìn anh chàng kỹ sư điển trai với vẻ mặt tươi tỉnh, rồi nhẹ nhàng cho biết. Chiều nay lúc họp xong, cô có nghe chị kế toán trưởng công ty nhắc là đi làm hộ chiếu. Biết để mình có tên trong danh sách sang Hàn Quốc lần này, công ty lớn thuộc về chàng kỹ sư, nên hôm nay cô gật đầu đi cà phê vì muốn cảm ơn Mạnh. Trong lúc anh chàng kỹ sư còn đang ngất ngây vì vui sướng, Ngân Thương giải bày tâm sự. Hiện nay, ở công ty, Mạnh là một trong những người được sếp tổng ưu ái và tin tưởng. Do chị Hằng, trợ lý cho sếp sẽ nghỉ sanh em bé vào tháng 9, công ty hiện đang nhiều việc nên sếp tổng có giao phòng nhân sự chuẩn bị tuyển trợ lý mới. Cô muốn Mạnh đề cử mình vào vị trí đó vì muốn thử sức mình. Nhấp môi thưởng thức ly sinh tố bơ, Ngân Thương mỉm cười nhẹ nhàng nói bằng cái giọng trong veo. Nếu tiện, anh nói cũng được, còn nếu ngại thì bỏ qua ha, coi như em chưa nói cái gì. Mạnh như bị hút hồn vào cái gương mặt xinh đẹp của Ngân Thương. Anh nghe như nuốt từng lời của cô, dù biết việc đề cử nhân sự mới không thuộc trách nhiệm của mình, nhưng khi được người đẹp ngỏ lời, không cần suy nghĩ nhiều, Mạnh gật đầu đồng ý luôn. Chỉ đợi có vậy, Ngân Thương nở một nụ cười rất tươi trước sự sốt sắng của Mạnh. Cô nhận lời tối thứ bảy tuần này sẽ cùng với anh đi nghe nhạc phòng trà đồng dao ở trên đường Pasteur bên quận nhất. Nhận được sự chấp thuận của Ngân Thương cho buổi đi nghe ca nhạc, đầu óc của Mạnh cảm giác như đang bay bổng. Nếu lúc này Ngân Thương nói anh chạy ra giữa đường tắm mưa, chắc Mạnh cũng không có từ chối. Ngồi cà phê trong buổi chiều có những cơn mưa rào bất chợt khiến cho tâm trạng của Ngân Thương vô cùng dễ chịu. Quả ra anh chàng kỹ sư điển trai là người dễ mến. Điều quan trọng hơn, anh rất am hiểu nhiều vấn đề ngoài chuyên môn của mình. Trong lúc Mạnh đang hào hứng trò chuyện, bất chợt Ngân Thương kín đáo liếc nhìn đồng hồ treo ở trên tường của quán rồi xin phép về trước có việc. Cô lịch sự từ chối lời mời ăn tối của Mạnh. Khi chạy xe trên đường, Ngân Thương nghĩ những nỗ lực của cô đã bắt đầu cho trái ngọt. Dù sao cô không có muốn dễ dãi gửi cho Mạnh nhiều tín hiệu, bởi cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi. Trước khi về căn chung cư hai phòng ngủ mới thuê, Ngân Thương rẽ vào ngân hàng ACB để gửi tiền về cho gia đình. Khi bước ra từ ngân hàng, Ngân Thương nhìn sang bên đường đối diện, thấy có hai người đang đứng to tiếng với nhau. Trong lúc người phụ nữ chửi bới mạt sát người đàn ông thậm tệ, anh chàng này không thèm nói, nhưng đáp trả bằng những cái tát phũ phàng. Ngân Thương thoáng nhíu mày khi thấy người đàn ông có vẻ quen quen. Nhưng người phụ nữ không có vẻ quen biết, nên cô khẽ lắc đầu chạy xe về chung cư. Khi bấm thang máy lên phòng, đến lúc này Ngân Thương chợt nhớ ra người đàn ông đó chính là Tuấn, kẻ đang góp gạo thổi cơm chung với cô bạn thân của mình. Vội bấm máy gọi cho bạn. Dù đầu bên kia đổ từng hồi chuông dài, nhưng không thấy Hoàng Anh nghe máy.
Đoán là bạn hôm nay phải tăng ca, Ngân Thương liền nhắn tin cho Hoàng Anh cảnh báo về việc chuyện vừa chứng kiến hồi chiều. Tự dưng cô thấy tiếc vì không chụp mấy bức hình làm bằng chứng để thuyết phục cô bạn nhẹ dạ của mình. Chiếc taxi 7 chỗ của hãng Vinasun rẽ vào con đường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3. Ngồi trong xe hơi, Ngân Thương liếc nhìn đồng hồ. Cô đến buổi hẹn ăn tối sớm hơn 15 phút. Đây là thói quen cô học được của các đồng nghiệp. Họ luôn đến các cuộc hẹn với đối tác sớm hơn 15 phút để chỉnh lại trang phục và kiểm tra tài liệu. Khi xe dừng lại trước một ngôi nhà hàng sang trọng, Ngân Thương bước xuống xe với vẻ mặt tự tin, dù đây là lần đầu tiên cô được mời đi ăn tại nhà hàng. Cô nhân viên lễ tân mỉm cười. Dạ, chị có đặt bàn trước không ạ? Sau khi kiểm tra thông tin, một nhân viên đã đưa Ngân Thương vào thang máy rồi bấm lên tầng 23 của tòa nhà, nơi chàng kỹ sư điển trai đang đợi mình. Đúng như Ngân Thương dự đoán, kỹ sư Mạnh choáng ngợp khi thấy cô xuất hiện đầy sang trọng, khi diện cái đầm màu xanh nơ vi, tôn cái dốc dáng thanh mảnh. Điều khiến cho Mạnh xúc động chính là việc Ngân Thương đeo cái chuỗi ngọc trai là món quà tặng của anh lần đi công tác ở bên Hàn Quốc. Ngân Thương cầm cái tờ menu, chọn món rồi hỏi bạn trai. Anh đợi em lâu không? Chỗ này ngắm được toàn cảnh Sài Gòn nên quá tuyệt vời luôn đó anh à. Trong bữa ăn, Mạnh hào hứng cho Ngân Thương biết anh chuẩn bị chuyển sang làm việc cho tập đoàn Samsung Việt Nam. Bên đó lương cao hơn, chính sách đãi ngộ cũng tốt. Được nụ cười của người đẹp khích lệ, Mạnh say sưa nói việc anh mong muốn được thử thách ở môi trường mới làm việc. Bởi vì Samsung là tập đoàn mang tính toàn cầu, khác hẳn công ty dày hiện nay. Vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe bạn trai chia sẻ, Ngân Thương nhẹ nhàng nhận xét. Nếu xét về mức thu nhập, việc chuyển sang bên đó là hợp lý. Nhưng xét về lâu dài, con đường thăng tiến sẽ không có. Nếu tiếp tục cống hiến cho công ty dày, cô nghĩ chỉ cuối năm nay hoặc sang đầu năm tới, chắc chắn Mạnh sẽ được thăng chức phó tổng giám đốc cùng nhiều ưu đãi dành cho đội ngũ nhân sự cấp cao. Ở bên Samsung, xã hơi khác. Họ đã có đội ngũ quản lý cấp cao người Hàn Quốc rồi, nên sẽ ít cơ hội. Trước sự do dự của Mạnh, Ngân Thương nhẹ nhàng nói. Em chỉ nêu vấn đề, còn tùy anh quyết định. Quý vị và các bạn vừa mới nghe tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Vòng Xoáy, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.